Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum anh chị em nhé. Em ở 68 Hàm Nghi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Hôm nay em mới về được cho anh chị em là một mẫu đai massage anh chị em nhé. Đai massage của hiệu Doctora. Đây, Doctor E nha anh chị em. Doctor E, đây là đọc là E này. Đây là Doctor này, E. Rồi, đây là có một con đai massage đây, thì ở ngoài thì nó sẽ như thế này. Đó, đai massage thì nó gồm các chế độ, bên trong thì nó có cái hai quả đấm như thế này. Đó, con đai này, đai thì massage cổ, lưng, vai, gáy, đồ đầy đủ luôn nhá. Và con này thì nó có nhiệt độ này. Đấy, con này có nhiệt độ, bật chất và xoay theo xoay ngược chiều và đúng chiều nhá. Đó, thì đây thì em sẽ cho bạn em ngồi nó test cái này cho anh chị em xem luôn. Thì một con đai massage này thì nó là hàng này thì nó vừa, anh chị em lưu ý nhé, là vừa sử dụng được điện 100 mà vừa sử dụng được điện 220V anh chị em nhé. Đây, đó thì nó có các chức năng như thế này. Thì đây là chức năng là đấm vai gáy cổ này. Đó, thì công tắc thì nó bật ở đây. Đó, đấy, bật tắt thì ở đây. Còn đây là xoay ngược chiều này. Đó, còn đây là làm nóng này. Đó, nó sẽ đổi sang màu đỏ. Và có cái chế độ này là chế độ ấm, hoặc là màu xanh này nó sẽ là chế độ bình thường. Đó, thì một con đai massage như thế này thì nó là hàng mới tinh chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Mới tinh chưa qua sử dụng như thế này, một con đai massage mới tinh nhá anh chị em nhé. Nguyên thùng nguyên hộp như thế này. Thì đây nó có công ty của nó đây, Doctor E đây, website đồ này nọ đây, có Facebook, Instagram, rồi mã QR đây, đủ thứ đây. Đó, thì một con như thế này. Đó, một con đai massage như thế này thì em đang bán cho anh chị em giá là 1.800.000. 1.800.000 một con anh chị em nhé, một con đai massage như thế này. Đó, 1.800.000. Đó, nhiều chỗ khác bán con đai massage cũ còn đã đến cái giá này rồi, còn em đây này em bán con mới tinh nhá. Anh chị em có thể tham khảo ở trên một số trang điện tử, thương mại điện tử như kiểu eBay đồ này nọ nhá. Con này hiện tại người ta đang tại giá tại Nhật là 2 triệu mấy á, 2.3, 2.4 gì đó. Giá tại Nhật nha, chưa bao gồm phí ship về đây. Phí ship về đây là hơn 3 triệu, nhưng mà hiện tại con này thì em đang nhập được cái giá rất là tốt. Em bán cho anh chị em là 1.800.000 một con đai massage như thế này. Đó, thì anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em nhé. Đó, rồi anh chị em nào có nhu cầu thì cứ alo em nhé. Số điện thoại em sẽ để phần kia này video. Nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Chào anh chị em.